Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Alleluia! Tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý ông bà, chị em, quý hội thánh của Chúa đã đến đây để thờ phượng Chúa buổi chiều nay cùng với hội thánh ngũ tuần Rema, lộc thân của chúng ta. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa, Ngài nói rằng là Ngài yêu mến những người yêu mến Ngài, phàm ai tìm kiếm Ngài, ắt sẽ gặp được Ngài. Ở trong Châm Ngôn đoạn số 8 câu số 17, chúng ta thấy rằng là trong những ngày sau rốt này thì cái điều mà người ta khó tìm thấy nhất ở trên thế giới này đó chính là tình yêu thương. Ở trong Matthew đoạn số 24 câu số 10 cho đến câu số 12, lời của Chúa Giêsu, Ngài nói tiên tri trước về cái ngày tận thế đó. Trong cái thời kỳ đó nó sẽ như thế này: khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ xa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Chúng ta thấy rằng là trong những ngày sau rốt, tức là trước ngày tận thế đó, thì vì cớ tội lỗi, tội ác nó thêm nhiều lên, cho nên là tấm lòng yêu mến của nhiều người bị nguội đi. Và tôi tra trong nguyên nghĩa đó, cái từ yêu mến ở đây đó là nói về một cái tấm lòng yêu mến Chúa và yêu mến lẫn nhau. Khi một người không còn yêu mến Đức Chúa Trời thì người đó sẽ không thể nào yêu thương anh chị em xung quanh mình bằng tình yêu của Chúa được. Ngày hôm nay trong thế gian của chúng ta có tình yêu thương, nhưng mà đó là tình yêu thương của con người có điều kiện với nhau. Nhưng mà tình yêu thương mặc dầu của Đức Chúa Trời đó quý mài chị em, thì trong thế giới ngày hôm nay không có. Và tình yêu của Đức Chúa Trời chỉ được tìm thấy ở trong Chúa Giêsu Christ mà thôi, ở trong cả Kinh Thánh, nhất là trong Tân Ước, khi mà lời của Chúa Ngài dạy cho các con cái Chúa chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, thì cái từ yêu mến đó là dùng cái từ đó là agape. Chúng ta phải agape lẫn nhau. Không có bất cứ một chỗ nào ở trong Tân Ước dạy chúng ta rằng chúng ta phải yêu bằng tình yêu filio có điều kiện của con người. Ở trong Kinh Thánh có ba loại tình yêu. Loại tình yêu thứ nhất đó là tình yêu filio, là tình yêu giữa con người với nhau, là tình yêu giữa bạn hữu, rồi giữa cha mẹ với con cái, giữa các anh chị em ở trong gia đình với nhau, có điều kiện, đúng không ạ? Chúng ta trong một gia đình cùng cha cùng mẹ, chúng ta là bà con họ hàng quyến thuộc với nhau, chúng ta yêu thương nhau, đó là cái chuyện đương nhiên, có điều kiện. Nhưng mà tình yêu thứ hai đó là tình yêu eros, đó là tình yêu giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng, đó là tình yêu có tính dục ở trong đó. Và loại tình yêu thứ ba đó là loại tình yêu agape, là tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Đây là tình yêu mà chỉ có Đức Chúa Trời ban cho con người của chúng ta qua Chúa Giêsu Christ mà thôi. Và Tân Ước dạy chúng ta rằng là chúng ta là những anh chị em ở trong Chúa, chúng ta hãy yêu thương bằng tình yêu agape. Chúng ta đọc ở trong Tân Ước, chúng ta sẽ thấy rằng là Chúa Giêsu Ngài nhắc cho Phi-rơ về tình yêu agape đó. Chúa hỏi ba lần: ngươi có agape ta không? Đến lần thứ ba thì Phi-rơ không chịu nổi nữa, thì Chúa Ngài mới nói rằng là: ngươi có filio ta không? Còn hai lần đầu thì Chúa Ngài hỏi Phi-rơ rằng là: ngươi có agape ta không? Rồi khi mà Phao-lô dạy về sự yêu thương lẫn nhau giữa vợ và chồng đó, thì chồng phải yêu agape vợ mình. Rồi đến lượt sứ đồ Giăng nói về chúng ta, chúng ta là anh chị em với nhau trong Chúa, chúng ta hãy yêu thương nhau bằng tình yêu agape của Chúa. Và chúng ta thấy rằng là tình yêu này là tình yêu rất là khó, đúng không ạ? Bởi con người của chúng ta không thể nào có thể yêu nhau agape nổi. Hội thánh nào mà cái tình yêu thương agape của Chúa, hội thánh đó sẽ có sự bình an, hiệp một và hòa thuận với nhau. Nơi nào có tình yêu agape của Chúa, nơi đó sẽ có một cái sự tăng trưởng và gây dựng rất lớn. Nơi nào có tình yêu agape của Chúa, nơi đó sẽ có những con người họ sẵn sàng, họ hiến thân tận hiến để phục vụ công việc nhà Chúa, mà không cần phải đợi mục sư nhắc nhở, hoặc là người này kia phải nhắc nhở nhau, thậm chí làm mặt mà mặt dày với nhau để mà nhắc nhở với nhau. Thậm chí họ muốn đánh lộn với nhau bởi vì cớ cái người kia không chịu làm công việc hội thánh. Quý vị thấy không? Nếu không có tình yêu của Chúa thì hội thánh của Chúa không thể tăng trưởng được. Còn tệ hơn nữa đó là có những nơi
Hội thánh nói xấu lẫn nhau, chia rẽ lẫn nhau, theo phe người này nghịch cùng với người khác là bởi vì họ không có tình yêu của Chúa. Và trong những ngày sau rốt này thì cái điều đó nó càng ngày càng gia tăng quý mà chứ, càng ngày càng gia tăng. Và nếu hội thánh là nơi mà Đức Chúa Trời hiện diện mà không có tình yêu thương đó, thì nó sẽ dẫn đến một cái hệ quả, đó là trong gia đình của con cái Chúa sẽ thiếu mất tình yêu thương đó. Gia đình sẽ không thể nào hạnh phúc được, hôn nhân sẽ không thể nào có thể trường tồn vững bền cho đến cuối cùng được. Và nó sẽ có thể dẫn đến cái nguy cơ đó là bị đổ vỡ hôn nhân. Buổi chiều nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một cái chủ đề, đó là giữ mình trong sự yêu mến Chúa. Theo sách Giu-đe đoạn 1 câu số 20. Tôi xin đọc từ câu 20 cho đến câu số 23 như thế này. Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trong đợi sự thương xót của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Hãy trách phạt những kẻ này là kẻ trù trừ. Hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa. Còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ồ uế. Ở đây lời của sứ đồ Giu-đe, ông nói rằng là chúng ta hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Hãy giữ mình ở trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trong đời sự thương xót của Chúa. Có bốn điều mà chúng ta thấy được sứ đồ Giu-đe ông đã dặn dò với những tín hữu là những người thuộc về Chúa Giê-xu Christ, đó là chúng ta cần phải tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của chúng ta. Phaolô cũng nói ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn số 3, đó là không ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, đó là Đức Chúa Giê-xu Christ. Cuộc đời của chúng ta phải được lập một cách chắc chắn ở trên nền tảng, đó là Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu Ngài cũng là lời Đức Chúa Trời và Ngài cũng là tình yêu thương. Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trên đất này để bày tỏ ra tình yêu thương vô điều kiện cho nhân loại. Và nếu chúng ta là người thuộc về Chúa Giê-xu Christ, chúng ta có Chúa Giê-xu trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ bày tỏ ra tình yêu thương của Chúa trong bất cứ chỗ nào chúng ta ở, trong bất cứ chỗ nào chúng ta đi làm hoặc là sinh hoạt. Tôi tin chắc là một người thuộc về Chúa Giê-xu, người đó sẽ có một cái sự ảnh hưởng tốt lành, một cái sự lây lan tốt lành cho bất cứ nơi nào người đó đi đến. Người đó nếu ở trong hội thánh thì hội thánh sẽ được phước qua đời sống người đó. Một người yêu mến Đức Chúa Trời khi trở về gia đình của mình cũng sẽ yêu mến vợ con của mình, yêu mến chồng con của mình, và sẽ làm gương sáng cho những người xung quanh biết về Chúa Giê-xu Christ. Cho nên sự yêu mến Chúa là một điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải giữ lấy. Không ai giữ lấy chúng ta hết quý mài chèm, không ai giữ lấy chúng ta hết. Nhưng mà chúng ta phải tự giữ lấy cái điều đó. Mục sư cũng không thể nào giữ lấy cái sự yêu mến Chúa trong đời sống của chúng ta. Quý vị có đồng ý với tôi điều này không ạ? Có thể mục sư sẽ nhắc nhở cho quý vị về sự yêu mến Chúa, nhưng mà giữ lấy được hay không, đó là nơi chúng ta. Làm sao quý vị có thể nhìn biết được một người yêu mến Đức Chúa Trời hay không? Chúa nói rằng là yêu mến thì phải yêu mến bằng việc làm và bằng lẽ thật, chứ không phải là yêu mến bằng lưỡi mà thôi. Chúng ta nhớ câu thánh đó đâu không? Dạ, ở trong sách Giăng nhất ha, chúng ta xem. Giăng nhất đoạn số 3 câu số 18. Hỡi các con cá bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Như vậy thì một người yêu mến Chúa thật sự, người đó sẽ không phải chỉ là nói hay, nói giỏi, nói khéo, nhưng mà người đó phải bày tỏ ra qua việc làm của mình và lẽ thật của Chúa. Ngày hôm nay có những người họ nói lời Chúa nghe rất là hay, rất là lọt tai, nhưng mà khi mà nhìn vào trong đời sống thực tế của mà cha thì không phải như vậy. Gia đình tan nát, đi tới đâu người ta cũng nói xấu tới đó hết. Ồ biết không, nó có bộ nhí với đằng kia kìa. Quý ông bà chị em ơi, đừng yêu mến bằng cái môi lưỡi, bằng chót lưỡi đầu môi, nhưng mà phải yêu mến bằng việc làm và lẽ thật. Buổi chiều nay chúng ta sẽ học về sự yêu mến Chúa. Và khi chúng ta hiểu được sự yêu mến Chúa là gì, thì chúng ta sẽ tìm cách để giữ chính mình ở trong sự yêu mến Chúa đó, để đời sống của chúng ta sẽ càng ngày càng được phước và đi lên trong ơn của Chúa. Giăng đoạn 14 câu số 21 chép rằng là ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta,
Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Chúa Giêsu ngài nói rằng là cái người yêu mến Chúa đó là người có các điều răn của Chúa và vâng giữ lấy. Đó mới là kẻ yêu mến Chúa thật. Câu hỏi đặt ra ở đây đó là bao nhiêu thời gian mà chúng ta dành mỗi ngày để chúng ta đọc lời của Chúa? Bao nhiêu thời gian để chúng ta suy gẫm lời của Chúa và chúng ta có một sự khao khát để làm theo lời của Chúa? Chúa Giêsu không nói rằng là yêu mến cái sự nhóm lại, ai thường xuyên đi nhóm là người đó là người yêu mến Chúa. Không, Chúa nói rằng là cái người nào có các điều răn của Chúa và vâng giữ lấy, đó là người yêu mến Chúa. Điều răn của Chúa là gì quý mài chen? Chúng ta phải yêu mến lẫn nhau. Điều răn của ta đây này, đó là các người phải yêu nhau. Chúng ta xem ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn số 13, chúng ta sẽ thấy cái điều này. Và qua tình yêu thương mà thiên hạ sẽ nhìn biết chúng ta là môn đồ của Chúa. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn số 13, câu số 34 cho đến câu số 35, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhìn biết các ngươi là môn đồ ta. Như vậy thì khi chúng ta yêu mến lẫn nhau thì thiên hạ sẽ nhìn biết chúng ta là môn đồ thật của Chúa. Không phải là chúng ta là người tin Chúa rồi chúng ta mua một cái thập tự giá to trần dần để ở phía trước ngực của mình, hoặc là mình đeo cái bông tai mà có cái thập tự giá ngay lỗ tai ở đây, mình là người tin Chúa. Không phải đâu. Không phải là thiên hạ nhìn biết chúng ta là người tin lành bởi vì chúng ta mỗi ngày Chủ nhật chúng ta đến hội thánh thờ phượng Chúa, hoặc là chúng ta có kinh thánh ở tại nhà của chúng ta thì người ta nhìn biết chúng ta là môn đồ của Chúa. Nhưng mà người ta sẽ nhìn biết chúng ta là môn đồ của Chúa qua cái cách mà chúng ta yêu nhau. Và chúng ta cần phải giữ mình ở trong tình yêu của Chúa để chúng ta mới có thể yêu thương lẫn nhau được. Bởi vì nếu một người không có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời theo chiều đứng để nhận lãnh tình yêu thương, ân điển và sự ban cho của Chúa, thì người đó sẽ không thể nào duy trì cái sự quan hệ tốt lành giữa mình với người khác theo chiều ngang được. Và theo kinh nghiệm của tôi, nếu bản thân mình không nhận được tình yêu của Chúa thì mình không thể nào ban cho người khác tình yêu của Chúa được. Quý vị không thể nào cho người khác cái điều mà quý vị không có, đúng không ạ? Người tổn thương sẽ có xu hướng làm tổn thương người khác, nhưng mà người được Chúa ngài tha thứ thì sẽ có cái xu hướng đó là tha thứ cho người khác. Trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 16, lời của Chúa chép như thế này: chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Giăng Nhất đoạn 4 câu 7: hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Vậy thì lời của Chúa cứ nhắc đi nhắc lại rằng là nếu chúng ta yêu Chúa thì chúng ta cũng sẽ yêu người khác. Câu 20: ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Vậy thì ở đây có một cái thứ tự. Thứ tự, đúng không ạ? Đức Chúa Trời là đấng khó yêu nhất, đúng không? Rồi sau đó mới là con người. Đức Chúa Trời là đấng không thấy được và con người nhìn thấy được. Như vậy thì để chúng ta có thể yêu Đức Chúa Trời là đấng mình không nhìn thấy đó, thì chúng ta phải có thể yêu được, phải thực hiện được cái việc đó là mình phải yêu thương những anh chị em mình nhìn thấy ở đây. Bởi vì nếu mà anh em mình nhìn thấy mà mình còn không yêu nổi họ thì làm sao mình có thể yêu Đức Chúa Trời là đấng không nhìn thấy được, đúng không ạ? Có lẽ cái điều này nó rất là bình thường, chúng ta nghe đi nghe lại ngoài. Nhưng mà đây cũng là một bài học rất là khó quý mài chứ. Bài học rất là khó. Mà từ thời Chúa Giêsu khi mà ngài còn ở tại thế đó, Chúa nói rằng là ta ban cho ngươi một điều răn mới, đó là các ngươi phải yêu nhau. Hồi nãy tôi có đọc ở trong Giăng đoạn số 13 câu số 34 đó.
Một điều răn mới của Chúa đó là mình phải yêu nhau. Nhưng mà đến thời của sứ đồ Giăng á, thì ông đã viết thế này ở trong Giăng nhất đoạn số 2. Xem coi điều răn đó nó có mới hay cũ nha. Cái điều này nó có mới hay cũ. Giăng nhất đoạn số 2 câu số 7. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải là điều răn mới mà ta viết cho anh em, bèn là điều răn cũ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu. Điều răn cũ này tức là lời anh em đã nghe. Xong lẽ ta cũng viết cho anh em điều răn mới là điều chân thật trong Chúa và trong anh em, vì sự tối tăm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Vậy thì mình thấy rằng là sứ đồ Giăng ông nhắc lại cái điều răn cũ mà trước đây Chúa Giêsu ngài đã từng dạy đó. Dẫu rằng cái điều đó là cái điều mà nó cũ rồi đó, nhưng mà ông vẫn nhắc lại, đó là mình phải yêu mến lẫn nhau. Yêu mến lẫn nhau. Và đây chính là cái kết quả của một đời sống yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không yêu Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ không thể nào có thể yêu mến lẫn nhau được, quý mà chị em. Khi một người có Đức Chúa Trời thì đời sống người đó sẽ đầy dẫy tình yêu và ân điển của Chúa. Khi một người có Đức Chúa Trời ở cùng với mình thì người đó sẽ được phước, được thành vượng ở trong mọi sự. Người đó sẽ có một cái tấm lòng biết chịu đựng, biết kiên trì, biết tha thứ, biết bao dung cho những người xung quanh mình. Nhưng mà khi một người không còn Đức Chúa Trời trong đời sống của mình nữa thì đời sống của người đó giống như là một vùng đất nó gai gốc trà chuông, đầy dẫy những cái tổn thương cay đắng và bất hòa, khó tha thứ cho những người xung quanh mình. Cho nên sự hiện diện của Chúa và tình yêu của Ngài là điều vô cùng quan trọng trong đời sống của một người biết Chúa và theo Chúa. Sứ đồ Giu-đe, ông đã khuyên con dân của Chúa trước hết phải xây dựng chính mình trên đức tin đã nhận nơi Chúa Giêsu Christ và phải biết nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Nghĩa là chúng ta phải cầu nguyện ở trong Thánh Linh và trong quyền năng của Ngài. Và chính Đức Thánh Linh cũng là đấng cầu thay cho chúng ta. Ở trong Roma đoạn 8 câu số 26-27, lời của Chúa chép rằng là cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Vậy thì ở đây lời của Chúa Ngài nói với chúng ta rằng là Đức Thánh Linh là đấng giúp cho cái sự yếu đuối của chúng ta, để chúng ta biết mình phải cầu nguyện làm sao cho xứng đáng ở trước mặt Chúa. Và Chúa Ngài dùng những lời thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay chúng ta. Và ở đây chúng ta hiểu được một điều rằng là lời của Chúa muốn chúng ta phải cầu nguyện ở trong tiếng mới, ở trong tiếng lạ, trong Thánh Linh của Chúa. Có những khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng Việt của mình, mình không biết phải cầu nguyện cái điều gì. Có những khi tôi cảm nhận cái gọi là cái sự mệt mỏi trong tâm linh của mình nó quá lớn đi, và mình cảm nhận như là mình bị kiệt sức vậy đó. Không có sức để cầu nguyện nổi ở trong tiếng Việt. Cầu nguyện chỉ là thều thào. Cái lời cầu nguyện của mình nó cảm giác giống như là nó bay lên đến trần nhà, rồi đụng trần nhà rớt xuống. Nó không thể nào xuyên thấu được cái trần nhà. Nhưng mà những lúc đó Chúa nói với tôi rằng con đừng có cầu nguyện bằng tiếng Việt, nhưng mà hãy cầu nguyện trong Thánh Linh của Chúa. Và thế là tôi cầu nguyện trong tiếng mới. Sau 30 phút tôi cầu nguyện trong tiếng mới thì tôi cảm nhận được cái sức mạnh của Chúa được phục hồi trở lại trong tâm linh của mình. Và tôi cảm giác như là tất cả những gánh nặng, những cái gì đó mệt mỏi, những cái gì thở than mà không thể nói ra được đó, bây giờ thì Thánh Linh của Chúa Ngài đã giải bày cho tôi hết ở trước mặt Đức Chúa Trời qua cái ngôn ngữ tiếng lạ đó. Cho nên tôi khích lệ quý con cái Chúa, những ai chúng ta theo Chúa, những ai chúng ta phục vụ Chúa, những ai chúng ta cảm thấy mất đi nhiều cái sinh lực của mình sau một quá trình mình hầu vị Chúa, thì quý vị ơi, hãy đến cầu nguyện với Chúa trong tiếng mới. Hãy cầu nguyện tiếng lạ thật là nhiều, trước, trong và sau khi chúng ta phục vụ Chúa, để tâm linh của chúng ta sẽ không bị kiệt sức. Có những khi chúng ta không biết được mình phải cầu nguyện điều gì, hoặc là cái điều gì đang xảy ra xung quanh mình, nhưng mà trong cầu nguyện
Trong khi chúng ta cầu nguyện bằng thánh linh của Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa Ngài tháo gỡ những cái áp lực, những căng thẳng, mệt mỏi trong đời sống của mình. Có một lần kia khi mà tôi đang được phước, đang ổn định ở trong cuộc sống của mình, thì tôi cảm giác giống như rằng là tất cả mọi thứ xung quanh của mình nó bị đóng băng hết. Tôi cảm giác lạ lắm. Nó có một cái gì đó mà mình cảm giác giống như là cuộc sống của mình nó đang bị đóng băng. Dẫu rằng bóp trong tiền trong bóp của mình nó vẫn còn. Mọi thứ xung quanh đều ổn hết, vợ con cũng ổn định hết, sức khỏe, tài chánh, tất cả mọi thứ trong hội thánh cũng ok hết. Nhưng mà tôi cảm giác giống như rằng là có một cái gì đó nó ngột ngạt, khó chịu trong thuộc linh của mình. Tôi nói với Chúa, Chúa ơi, cái điều gì nó xảy ra vậy? Tôi cảm giác như là mình không thể thở nổi. Và nó nặng nề, nó bức rứt, nó khó chịu trong người như thế nào. Giống như là kiểu mà ác thần mà khuấy khuất sâu lơ ngày xưa đó. Nó người mình nó cảm giác cái bực bội, nó bức rứt. Muốn la làng lên mà la không được. Và thế là tôi bước vào trong chỗ cầu nguyện. Tôi cầu nguyện một tiếng đồng hồ bằng tiếng lạ. Thì sau đó tôi cảm giác người mình nó nhẹ đi và nước mắt nó trào ra. Tất cả mọi thứ nó đều được trở lại với vị trí ban đầu của nó. Sau đó Chúa Ngài bày tỏ cho tôi biết một điều rằng là ma quỷ nó muốn tấn công tôi. Và nếu tôi không cầu nguyện tiếng lạ thì có thể sức khỏe hoặc là hôn nhân gia đình hoặc là tài chánh của tôi nó sẽ bị ảnh hưởng. Và qua đó Chúa dạy cho tôi một điều rằng là cuộc sống theo Chúa đó là một cuộc chiến tâm linh. Ma quỷ nó luôn luôn tìm cách để ngăn trở chúng ta không được phước. Cho nên chúng ta cần phải luôn luôn giữ mình ở trong đời sống cầu nguyện và tương giao với Chúa. Và đặc biệt nhất, cái vũ khí quyền năng nhất mà Chúa ban cho mỗi con cái Chúa đó là chúng ta cầu nguyện trong thánh linh của Chúa. Những ai chúng ta chưa bao giờ chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ, hoặc là chúng ta chưa kinh nghiệm được một chiều kích sâu nhiệm ở trong sự cầu nguyện bằng thánh linh của Chúa đó, thì chúng ta có thể cầu xin Chúa: Chúa ơi, xin Chúa cho con có thể cầu nguyện tiếng lạ được. Con có thể nói tiếng lạ để con có thể tương giao được với Chúa. Bởi vì khi con cầu nguyện bằng tiếng lạ thì đó là lúc mà tâm thần của con đang nói lời mầu nhiệm với Đức Chúa Trời. Và Chúa Ngài cho tôi thấy rằng là có nhiều người họ theo Chúa sốt sắng lúc ban đầu, nhưng mà đến cuối cùng thì họ bị gãy gánh giữa chừng, mất xác ở đâu luôn, không tìm ra được. Là bởi vì cơ họ không biết cách để chiến thắng được cái cuộc chiến ở trong sự cầu nguyện. Sau cái lần đó tôi mới kinh nghiệm một điều rằng là có nhiều người đã từng giống như tôi, nhưng mà họ không biết cách để cầu nguyện. Có nhiều khi mà bức rứt đến nỗi giống như ác thần khuấy khuất mình á. Quý vị biết rằng là Sâu Lơ khi mà ác thần khuấy khuất, ông chịu không nổi, ông làm cái gì không? Ông lấy cây giáo ông phóng vô David. Tại vì ông nghĩ rằng là David chính là cái nan đề gây ra cái sự khó chịu trong ông. Nhưng không phải. Vấn đề đó là ác thần chứ không phải là David. Có nhiều người họ rơi vào trong cái điều mà tôi vừa mới kể với quý vị đó, cảm thấy khó chịu trong người đó, họ quay ra họ đánh vợ đánh con, đúng không ạ? Rồi họ chửi bới hàng xóm, họ làm y như thằng điên vậy đó. Tại vì họ không hiểu rằng là ma quỷ đang tìm cách tấn công họ, và chỉ có sự cầu nguyện và sự sức dầu của Chúa mới có thể giải cứu người đó ra khỏi cái tình trạng như vậy mà thôi. Có những khi ma quỷ nó tấn công một người mới tin Chúa theo cách như vậy đó quý vị, làm cho người đó cảm thấy khó chịu, cảm thấy bức rứt trong người. Và ma quỷ nó bắt đầu nó lừa dối người đó bằng cách rằng là: mày đó, mày theo Chúa đó, thấy không? Cho nên là con người của mày bây giờ nó không còn giống như trước nữa. Thế là cái người này bị mắc mưu ma quỷ và không còn theo Chúa nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu được một điều rằng là theo Chúa là một trận chiến, và chỉ có sự cầu nguyện chúng ta mới thắng được nó mà thôi. Còn nếu không, chúng ta sẽ cứ mãi là một cái gọi là cái kẻ thù dễ xơi của ma quỷ. Nó chỉ cần đụng nhẹ một cái thôi là mình lăn ra, ngã lăn ra là mình thua nó. Chúa Ngài muốn chúng ta được lớn lên và được trưởng thành, nhất là qua sự cầu nguyện. Thì chúng ta sẽ có thể hiểu được cái quyền năng ở trong sự cầu nguyện. Nó sẽ giúp chúng ta chiến thắng được cuộc chiến như thế nào. Sứ đồ Giu-đe cũng khuyên cơ đốc nhân rằng là phải giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta phải có một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời, sống gần gũi với Ngài, và có mối thông công liên hệ tốt với những con cái Chúa khác, để không bị lạc lối và không bị sa vào trong những sự cám dỗ. Giữ mình để chúng ta không ra khỏi tình yêu của Chúa, và để tình yêu của Chúa tuôn tràn qua cuộc đời của chúng ta, để đến với những anh chị em của chúng ta.
Và trong sự giữ mình đó, chúng ta cũng chờ đợi sự thương xót của Chúa của Thế Giê-xu để chúng ta hưởng được sự sống đời đời. Quý mài cha em ơi, chúng ta cần phải giữ chính mình. Sau này khi tôi đi xa rồi, tôi mong ước rằng mỗi một tín đồ trong hội thánh này sẽ luôn giữ mình ở trong sự yêu mến Chúa. Bởi vì nếu chúng ta không học cách giữ mình thì chúng ta sẽ giống như là một cô gái đẹp nhưng mà gặp ông nào cũng ở với ông đó hết. Quý mài cha em ơi, như vậy nó sẽ làm đánh mất cái giá trị của chúng ta. Quý vị biết rằng là trong mắt Đức Chúa Trời, chúng ta là những nàng dâu trinh sạch của Đấng Christ. Amen con quý mài cha. Dù chúng ta đen hay là chúng ta trắng, dù là tóc của chúng ta thẳng hay là tóc chúng ta tóc quăn, dù chúng ta ở trong cái nhà lá hay là ở nhà lầu, thì trong mắt của Đức Chúa Trời, chúng ta là những cô dâu rất là xinh đẹp của Đấng Christ. Ma quỷ nó nhìn trong thần linh của chúng ta, nó thèm chúng ta lắm. Và nếu chúng ta không giữ mình á, thì thằng quỷ nào nó rủ chúng ta đi là chúng ta cũng đi. Đúng không? Kêu nhảy đầm là cũng nhảy đầm. Đi ba cũng đi ba. Đi nhậu cũng đi nhậu. Hút thuốc cũng hút thuốc. Tứ đổ tường cũng chơi luôn. Giống như là một cô gái gặp anh nào cũng là nhảy vô hết, sáp vô hết thì nó vô cùng nhục nhã quý mài cho em. Tôi nói như vậy xin lỗi quý vị. Tôi nói hơi thẳng một chút, nhưng mà trong thực tế nó là như vậy đó. Quý vị cần phải biết được giá trị của mình. Đó là Chúa Giê-xu ngày đổ huyết của Ngài ra để mua chúng ta về. Không phải dễ để chúng ta ngồi trong hội thánh của Chúa buổi chiều hôm nay đâu quý mài cho em. Để chúng ta trở thành những thánh đồ của Chúa ngồi trên ghế của nhà thờ ngày hôm nay đó, đó là Chúa Giê-xu Ngài đã phải đổ huyết đến giọt máu cuối cùng của Ngài để đem chúng ta về. Cho nên đừng cho phép chính mình dễ dãi đối với tội lỗi, đối với những sự cám dỗ của thế gian và đối với ma quỷ. Amen con quý mài cho em. Nếu có năng đề gì đó, hãy chạy đến với Chúa, tìm kiếm Chúa và nhờ tôi tớ của Chúa, những mục sư quản nhiệm để cầu nguyện cho chúng ta. Chứ đừng có nghe lời của người này người kia nói ô đi qua cái chùa đó đó là giải hạn hay lắm. Hoặc là chỗ cái núi đó tôi nghe linh thiêng lắm. Quý mài cha ơi, đừng bao giờ đi đến những cái chỗ như vậy. Hoặc là nhiều khi á, mình làm việc cũng siêng năng vất vả cả tuần lễ, đến cuối tuần bạn của mình nó nói thôi bây giờ vất vả nguyên tuần rồi, bây giờ thôi đi nhảy đầm một chút đi, không sao đâu. Nhảy đầm xong rồi có cái lỡ cái gì chăng nữa thì qua ngày mai chủ nhật á, mình đi nhà thờ mình ăn năn tội lỗi là Chúa tha tội cho mình rồi. Chúa dễ lắm, không sao. Mình nghe cũng quét có vẻ bùi tai, nhưng mà khi mà đi xong rồi là nó không cho mình về. Đi dễ khó về. Quý mài cha em ơi, chúng ta đừng bao giờ mắc mưu ma quỷ. Nhưng mà để chúng ta có thể giữ mình thì chúng ta cần phải biết cách để làm thế nào chúng ta phải giữ sự yêu mến Chúa. Ở đây tôi có những cái điều Chúa bày tỏ với tôi làm thế nào để chúng ta có thể giữ mình trong sự yêu mến Chúa. Điều thứ nhất để chúng ta giữ mình trong sự yêu mến Chúa, đó là chúng ta phải luôn yêu mến và giữ gìn làm theo lời của Chúa. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 5 cho đến câu 9, lời của Chúa nói qua Môi-se như thế này: ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Ở đây, Môi-se ông nói rằng là chúng ta phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa. Cái từ kính mến đây đó nói về cái từ yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa bằng hết lòng, đúng không? Hết sức, hết trí khôn. Câu hỏi đặt ra đó là chúng ta đã yêu mến Chúa đến độ như vậy chưa? Có ai đã từng trải qua tình yêu và chúng ta đã từng yêu người yêu của mình đến nỗi mà mình nằm xuống mình cũng nhớ đến người yêu của mình, đứng lên cũng nhớ đến người yêu của mình, đi làm cũng nhớ đến người yêu của mình, về nhà nhìn cái điện thoại không cũng nhớ người yêu của mình, đi đâu làm cái gì cũng thấy hình bóng người yêu của mình hết? Có bao giờ quý vị đã từng như vậy chưa? Ăn cơm cũng thấy người yêu của mình ở trong cái tô cơm, chạy xe cũng thấy người yêu của mình nữa. Đó là một người đang yêu bằng hết lòng, hết sức, hết trí khôn đó quý vị. Mở miệng ra nói với ai tự nhiên cái nhắc đến tên của người yêu mình liền, một cách vô thức, là bởi vì cớ người yêu của người đó
là số 1 trong đời sống của người đó. Đấy, Chúa ngài muốn chúng ta phải yêu Chúa giống như vậy đó quý vị. Nó chi phối tất cả mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta. Thức cũng nhớ đến Chúa, ngủ cũng nhớ đến Chúa, ăn cơm cũng nhớ đến Chúa, đi làm cũng nhớ đến Chúa, về nhà giải trí cũng nhớ đến Chúa. Và trong tuần lễ phải nhớ một ngày để giữ sự nhóm lại nữa. Và khi quý vị chúng ta nhớ đến Chúa, yêu Chúa hết lòng như vậy đó, thì Chúa sẽ ban phước cho cuộc đời của chúng ta. Amen. Cái điều răn đầu tiên lớn nhất đó chính là phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Điều răn thứ hai đó là phải yêu người lân cận như mình. Nhưng mà cái điều răn đầu tiên quan trọng nhất đó là phải yêu Chúa. Và khi chúng ta làm được điều răn thứ nhất rồi, chúng ta mới có thể làm được điều răn thứ hai. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ không thể nào yêu người lân cận như mình nếu chúng ta không yêu Chúa. Đó là điều răn lớn nhất. Như vậy thì lời của Chúa sẽ khiến cho chúng ta yêu mến Ngài. Và chúng ta sẽ luôn luôn có tình yêu của Chúa khi trong lòng của chúng ta luôn nhớ đến lời của Chúa. Lạ lắm quý mài cho em. Muốn yêu Chúa đó phải đọc Kinh Thánh. Còn không đọc Kinh Thánh, không nhớ đến Kinh Thánh, không nhớ đến lời Chúa thì sẽ không yêu Chúa. Tại vì lời của Chúa là lời sống. Lời của Chúa nó đem lại cái sự sống và tình yêu của Chúa vào trong lòng của chúng ta. Còn khi mà mình không đọc Kinh Thánh thường xuyên đó, thì trong thuộc linh của chúng ta nó sẽ có xu hướng đó là đời này nó sẽ kéo chúng ta. Đời này nó sẽ kéo chúng ta liền. Khi một người quên mất lời của Chúa đó thì đời nó sẽ nhắc chúng ta rằng là cuối tuần rồi mình phải đi uống vài ly bia chứ. Cuối tuần rồi mình phải đi karaoke chứ. Đúng rồi. Mới vừa rồi cái thằng hàng xóm nó trúng đề con số 35 gì đó. Giờ chắc là chiều nay mình cũng ráng mình đánh số 21 hay là 11 gì đó để mình trúng giống nó. Quý mài cho em ơi, khi mà mình không có lời Chúa đó, tự nhiên những cái thứ đó nó không mời mình cũng đến nữa. Tôi đã kinh nghiệm điều đó rồi quý mài cho em. Tại vì trước khi mà tôi hầu vì Chúa đó, thì tôi đã từng có cái khoảng thời gian tôi không yêu mến Chúa. Tôi sống theo đời, tôi uống bia, tôi nhảy đầm. Tôi cũng làm tứ đổ tường giống như những gì mà tôi nói với quý vị nãy. Tôi nói những điều đó không phải là tôi nhạo báng ai đó, nhưng mà tôi đang nói tôi nè. Trước đây khi mà tôi không có Chúa, cuộc đời của tôi nó trượt dốc không phanh. Đến độ mà tôi thấy tôi gần đến đáy rồi đó, thì bắt đầu tôi mới sáng con mắt tôi ra và tối con mắt ba má tôi lại. Thì lúc đó tôi mới ăn năn, tôi khóc, tôi trở lại với Chúa. Và thật sự Chúa thương tôi lắm. Nếu mà cái ngày hôm đó tôi không quỳ gối, tôi ăn năn trở lại với Chúa, thì có lẽ bây giờ tôi không có ngày hôm nay. Cho nên cuộc đời của tôi đó là một cuộc đời phép lạ. Nếu không có Chúa thì có lẽ bây giờ mồ của tôi nó đã xanh cỏ rồi. Và khi cái giây phút mà tôi trở lại với Chúa đó, Chúa nói với tôi rằng: Tuấn ơi, bây giờ một là con cứ tiếp tục cuộc sống cũ của con. Ta là đấng dân chủ, tức là con chọn cái gì ta cứ để cho con chọn cái đó. Nhưng điều thứ hai, ta dặn con, nếu con muốn cuộc sống con được thay đổi, con muốn được phước hơn, con trở lại với ta, bỏ tất cả những gì mà con có trước đây, con cứ đi theo ta, rồi sau này ta sẽ ban phước cho con nhiều gấp triệu lần sau những gì mà con đã bị mất. Và thế là tôi đã chọn điều thứ hai, đó là tôi trở lại với Chúa. Tôi bỏ hết tất cả những người bạn xấu của tôi bỏ tất cả những thói quen tật xấu của mình trước đây, và tôi đầu phục đời sống của tôi để dâng mình hầu vị Chúa. Cảm ơn Chúa, cuộc đời tôi ngày hôm nay có được những cái phước hạnh đó là bởi vì cớ tôi đã chọn vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Khi mà tôi buông ra tất cả những gì mà tôi có với bàn tay trắng, thì Chúa bắt đầu Chúa đem vào trong những đôi bàn tay trắng của tôi những cái phước hạnh của Chúa. Lúc ban đầu khi mà tôi chưa có gì đó thì ma quỷ nó nhạo báng tôi, nó nói mày đúng là thằng khùng, mày đang ngon lành mà tự nhiên mày bây giờ bỏ hết, mày đi theo Chúa, biết tiếng Anh, bây giờ mày ra ngoài đời mày kiếm tiền là một tháng mười mấy triệu, bây giờ mày bỏ như vậy thì bây giờ mày chỉ là một cái thằng khố rách áo ôm thôi, ai mà thương mày. Lúc đó tôi chưa có vợ, nhưng mà tôi mặc kệ hết tất cả những cái lời đó và tôi cứ tiếp tục tôi dấn thân hầu vị Chúa. Đến năm 2009 thì tôi đã gặp được vợ tôi và tôi cưới vợ tôi. Cảm ơn Chúa, cho đến bây giờ thì Chúa đã
đổi trắng thay đen. Chúa đã đổi đen thay trắng. Chúa đã thay đổi cuộc đời của tôi một cách ngoạn mục. Từ chỗ thất bại bây giờ được thành công. Không phải là bởi vì tôi tài giỏi, không phải là bởi vì cớ tôi có một cái gì đó hơn người, nhưng bởi vì cớ tôi chọn tôi đứng cùng phía với Chúa. Và tôi chỉ khởi đầu với đôi bàn tay trắng, nhưng mà bằng sự yêu mến Chúa. Và Chúa bây giờ Chúa cho tôi tất cả. Dĩ nhiên tôi bây giờ vẫn không phải là 1 triệu phú, nhưng mà tôi tin rằng là tôi còn hơn cả 1 triệu phú nữa, bởi vì tôi có Chúa Giêsu là đấng giàu nhất đang ở trong lòng của tôi. Amen. Cảm ơn Chúa, tôi khích lệ quý con cái Chúa, chúng ta hãy chọn đứng cùng phía với Đức Chúa Trời. Hãy chọn yêu mến Chúa. Điều thứ hai đó là chúng ta phải luôn biết ơn Chúa và không quên những ân huệ của Ngài. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 10 cho đến câu 12. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Gia-cốp đặng ban cho ngươi, khiến ngươi lấy được những thành lớn và tốt mà ngươi không có xây cất, những nhà đầy đủ các thứ của mà ngươi không có chất chứa, các giếng mà ngươi không có đào, cây nho và cây olive mà ngươi không có trồng. Khi ngươi ăn và được no nê, khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Vậy thì khi mà một người đã được phước, được vào trong xứ rồi, có những cái thành, những cái nhà lớn mà mình không có xây cất, có giếng đào mà mình cũng không đào, có cây nho và có olive mà mình không trồng, mà khi mà được no nê rồi, tiền đầy túi, tình đầy tim rồi, thì đừng có quên Chúa. Ngày hôm nay cái điều này rất là dễ mắc phải lắm, đúng không quý mà cha? Khi mà một người mới đến với Chúa, Chúa ơi con khổ quá, Chúa ơi con giờ thất nghiệp, con nộp đơn xin chỗ này chỗ kia nó không nhận con, nợ đầy đầu, Chúa ơi Chúa cho con. Nhưng mà đến khi mà được phước rồi thì sao? Chúa nào cho mình tự mình làm vất vả, mình tăng ca ngày tăng ca đêm, giờ mình giải quyết nợ nần, Chúa nào mà ban phước cho mình? Giờ bận quá thôi, bây giờ mình một ngày chủ nhật mình làm gấp đôi gấp ba lần thôi, không có đi nhóm nữa. Và thế là bắt đầu lui đi và cày vào trong sức riêng của mình. Đó là cái người quên mất đi ân huệ của Chúa quý mài cha. Thi Thiên đoạn 103 câu 1 cho đến câu 5, lời của Chúa nói rằng là hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành một bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều độ cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa cái vật ngon, tuổi đăng thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Wow, đó là những cái ơn huệ mà Chúa ban cho một người từ cái chỗ là đầy dẫy tội lỗi cho đến khi mà người này được phước và bay cao như là con chim đại bàng. Ở trong nguyên bản cái thánh thì không có từ phụng hoàng, nhưng mà là cái từ eagle, tức là cái con đại bàng đó quý mài cha. Cái con phụng hoàng là theo như truyền thống người Việt Nam mình là cái con đó là cái con phượng, cái con một trong cái tứ linh đó. Là cái từ phụng hoàng ở đây nó không đúng. Như đúng ra đó là đại bàng. Chúa muốn cho chúng ta giống như con đại bàng và nó sải cánh bay cao. Và tôi biết ơn Chúa vì những ơn huệ mà Chúa dành cho cuộc đời của tôi. Từ chỗ không có gì, không còn gì để mất, thì bây giờ có được tất cả mọi thứ. Quý mài cha em, chúng ta có nhớ ơn Chúa không? Nhớ là cái ngày đầu đi, quý vị sẽ trào nước mắt ra cảm ơn Chúa. Wow, ngày đầu tiên khi mình chưa biết Chúa, cái nhà mình là nhà lá sập sệ ha. Lúc đó mình chỉ là một cô bé đen đúa, xấu xí ở trong xóm. Sau khi tin Chúa, cuộc đời mình được bước qua một trang sử mới. Bây giờ mình bắt đầu mình được đi làm công ty Hàn Quốc ha, thu nhập hàng tháng mấy chục triệu. Qua wow, bây giờ có nhà tường, nhà đẹp luôn. Xóm được nở mày nở mặt. Quý mài cha em ơi, nghĩ đến đó mình rớt nước mắt rồi, đúng không ạ? Chứ đâu cần là mình phải có gì thêm nữa đâu. Quý mài cha em ơi, hãy luôn nhớ đến ơn huệ của Chúa. Và nhớ đến bao giờ quý mài cha em? Nhớ cho đến chết luôn. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Hải Huyền đoạn 2 câu số 10. Và điều thứ ba để chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời, đó là chúng ta phải luôn học sự kính sợ Chúa. Một người yêu mến Chúa sẽ luôn luôn nhớ đến Chúa và kính sợ Ngài. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 13 cho đến 15. Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,
phục sự Ngài và lấy danh Ngài mà thề, chớ theo các thần khác trong những thần của các dân tộc ở chung quanh ngươi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự ở giữa ngươi là Đức Chúa Trời kỵ ta. E cơn thành nộ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi nổi lên cùng ngươi và Ngài diệt ngươi khỏi mặt đất chăng. Như vậy thì chúng ta phải kính sợ Chúa. Một người yêu mến Chúa là một người kính sợ Chúa và không bao giờ thay lòng đổi dạ để mà đi theo những thần khác. Luôn luôn trung tín, một lòng một dạ đi theo Chúa. Người kính sợ Chúa cũng sẽ là người tránh xa khỏi những tội lỗi và những điều gian ác ở trong thế gian này. Người kính sợ Chúa không bao giờ có sự lươn lèo hoặc là có cái sự gian lận ở trong công việc và trong tình cảm. Thứ tư, để yêu mến Chúa thì người đó cần phải giữ trung tín trong sự nhóm lại. Để yêu mến Chúa chúng ta phải giữ trung tín ở trong sự nhóm lại. Hebreo đoạn 10 câu 24 cho đến 25. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngài ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Lời của Chúa chép ở trong câu 25 chép rằng là chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Quý mài cha ơi, bận gì thì bận. Nguyên một tuần chúng ta có thể vất vả, chúng ta mưu sinh kiếm sống. Nhưng quý mài cha em đừng bao giờ quên mất Đức Chúa Trời là đấng ban phước cho cuộc đời của chúng ta. Dù là cả tuần đó chúng ta làm thành công, chúng ta có tiền vô như nước, hay là cái tuần đó chúng ta không làm được cái gì hết, thì quý mài cha em ơi, dù rằng là có tiền hay không có tiền, thành công hay là thất bại, thì quý mài cha em hãy luôn luôn dành một ngày ở trong tuần để thờ phượng Chúa. Và tôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy có một người nào trung tín nhóm lại theo Chúa một cách trung tín mà người đó sau này lại không có được gì hết. Nhưng mà tôi đã từng nhìn thấy có những người họ lúc ban đầu đó họ trung tín nhóm lại lắm, nhưng mà sau đó vì một lý do nào đó họ đã thối lui và họ không còn nhóm lại nữa. Thì những người như vậy thì sau này mất hết tất cả mọi thứ. Cho nên tôi khích lệ quý con cái Chúa, chúng ta hãy luôn luôn giữ trung tín trong sự nhóm lại. Cho dù công ty hoặc là cơ quan của chúng ta có yêu cầu chúng ta làm thêm hoặc là tăng ca trong ngày Chủ nhật, thì tôi mong ước rằng quý mài cha em chúng ta sẽ chọn đứng cùng phía với Chúa và chọn bỏ cái ngày Chủ nhật để chúng ta có thể được đi thờ phượng Chúa. Chắc chắn quý vị sẽ được phước nhiều lắm. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì tôi có một người mẹ tin kính Chúa. Mẹ tôi ngày trước làm ở trong cơ quan nhà nước, và trong ngày Chủ nhật thì họ đề nghị là bất cứ một ai trực ở trong ngày Chủ nhật thì sẽ được lương gấp đôi so với ngày thường. Nhưng mà mẹ tôi đã chọn là ngày Chủ nhật nghỉ, không có đi trực gì hết, để cho người khác đi trực thay cho mình. Và bây giờ thì gia đình của chúng tôi được phước bởi vì cớ mẹ của tôi đã chọn giữ sự nhóm lại. Cho nên quý mài cha em ơi, chúng ta hãy luôn luôn là người giữ sự nhóm lại. Bởi vì một người yêu mến Chúa thì người đó sẽ luôn luôn tìm cách để được gặp Chúa ở trong sự nhóm lại. Amen. Dạ, yeah, quý vị yêu mến một ai đó, quý vị sẽ mong ước được gặp mặt người đó, đúng không ạ? Thì quý vị yêu mến Chúa, quý vị cũng sẽ mong ước rằng là mình sẽ được gặp Chúa ở trong sự nhóm lại. Tôi hỏi quý vị là bao nhiêu người chúng ta đã gặp Chúa trong buổi chiều hôm nay khi mà mình thờ phượng Chúa trong buổi chiều hôm nay ạ? Yeah, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Quý vị cảm thấy thế nào gặp Chúa có thú vị không? Có tuyệt vời không ạ? Dạ, cảm ơn Chúa, tuyệt vời lắm. Và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa khi mà chúng ta giữ trung tín cái điều đó trong sự trung tín cho đến cuối cùng. Cảm ơn Chúa. Điều thứ năm để chúng ta yêu mến Chúa và giữ mình trong sự yêu mến Ngài, đó là chúng ta phải tránh xa bạn xấu và yêu mến thế gian hơn yêu mến Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 33. Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thôi nên tốt. Chúng ta thấy rằng là đây là một trong những cái mưu kế của ma quỷ. Đó là để lôi kéo những người yêu mến Chúa ra khỏi sự yêu mến Chúa, thì ma quỷ nó sẽ dùng những người bạn bè có thói hư tật xấu ở chung quanh để lôi kéo người đó. Cho nên là những thanh niên, thiếu nữ, chúng ta còn là người trẻ tuổi, chúng ta cần phải cẩn thận điều này. Chúng ta cần phải chọn bạn mà chơi, không phải là bạn nào chúng ta cũng chơi hết á. Nhưng mà những người bạn nào kính mến Chúa, yêu mến Chúa thì chúng ta nên chọn chơi với người đó. Còn nếu mà bạn mà nó cà chớn hoặc là nó chống Chúa, hoặc là nó thường hay có những cái đời sống tội lỗi trong đời sống,
thì anh chị em ơi, chúng ta say goodbye với nó, đừng có tiếc, cắt luôn, không tiếc gì hết. Dù là nó giàu hay là nó đi xe gì đi mặc kệ, đừng có thèm cái nhà của nó, đừng có thèm cái xe của nó. Bây giờ nó có cho mình cả mấy tỷ chăng nữa, quý vị ơi đừng có bao giờ thèm. Chúa của chúng ta có thể cho chúng ta còn nhiều hơn thế nữa sau này. Tôi thấy ma quỷ ngày hôm nay nó kéo nhiều thanh niên thiếu nữ đi theo thế gian là bởi vì cớ nó biết tổng tòng tông chúng ta thích cái gì, nó sẽ đem đến cái điều đó cho chúng ta. Ví dụ nó biết rằng chúng ta là một người xuất thân ở trong cái gia đình nghèo hèn khó khăn và chúng ta bây giờ đang cần tiền, nó sẽ dùng những người bạn giàu để đem đồng tiền đến, nó lòe chúng ta, đúng không? Nó đem đồng tiền đến một xấp đô la như thế này, nó quay trước mặt mà con mắt của mình nó sáng lên và chúng ta có thể dễ dàng đi theo những cái người bạn xấu đó. Cho nên quý mà chị em ơi, chúng ta phải tránh xa những người bạn xấu đó. Hoặc là chúng ta là người có cái yếu đuối về tình cảm mà chúng ta lại đi với những cái người bạn mà nó hay chơi bời, hay gái gú, thì chúng ta nên cắt đứt những cái sự liên hệ với những người bạn xấu đó để chúng ta có sự yêu mến Chúa trong đời sống của chúng ta. Ở trong Văn Nhất đoạn số 2 câu số 15, lời của Chúa nói là chớ yêu mến thế gian. Văn Nhất đoạn số 2 câu số 15, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Như vậy thì khi một người yêu thế gian thì người đó cũng sẽ không thể yêu mến Đức Chúa Trời được. Và trong thế gian này có một cái thế lực nó mạnh ngang bằng với Đức Chúa Trời, quý mài cho em, mà Chúa Giêsu đã phải đem cái điều đó để so sánh với Đức Chúa Trời. Quý vị biết thế lực đó là gì không? Đó là ma môn. Thế gian ngày hôm nay không có Chúa đó, họ lấy đồng tiền ra để mà so sánh với Đức Chúa Trời. Thậm chí là người giàu đó ngày hôm nay họ lấy tiền họ ra, họ nói rằng là đâu Chúa của Tin Lành, tụi bay nghe nói giàu đâu, đúng không? Đây nè, tao có 1 tỷ đô la này, đâu Chúa mày bằng tao không? Quý vị thấy không, mà một người có tiền đó, họ có thể họ nói rất là phạm thượng và kiêu ngạo. Và nếu chúng ta là con cái Chúa mà chúng ta không giữ mình ở trong sự yêu mến Chúa, mà chúng ta để cho lòng của mình hướng về tiền bạc vật chất nhiều quá đó, chúng ta có thể dễ dàng bị nó kéo chúng ta. Còn sao được, Chúa thương con mà, Chúa biết con nghèo hèn, ôi giờ con đớp nó mấy tỷ đi không sao, mà rồi sau này con có nhà cao cửa rộng rồi, cuộc sống nó thành công rồi, con trở lại với Chúa cũng được. Chưa chắc gì trở lại được quý mài chị em. Cho nên quý vị ơi, phải giữ mình, bởi vì khi mà đánh mất chính mình rồi, chúng ta sẽ khó tìm lại được chính mình lắm. Châm ngôn 13 câu số 20, ai giao tiếp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. Vậy thì chúng ta cần phải cẩn thận với những mối quan hệ xung quanh chúng ta. Hãy chọn bạn mà chơi, muốn yêu mến Chúa phải chọn những người trong hội thánh, những người yêu mến Chúa để mà chúng ta giao du với họ. Bạn bè nói tục chửi thề thì chúng ta cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus con cắt đứt mối quan hệ với người đó. Nếu người đó là người không đàng hoàng, lương lẹo, dối trá, xảo trá, quỷ quyệt, chúng ta phải cầu nguyện đuổi nó đi ra khỏi đời sống của chúng ta. Nói như vậy không nghĩa rằng là bây giờ mình lên núi mình sống. Tại vì sao? Trong thế gian bây giờ không có Chúa là người ta sống lương lẹo, giả dối nhiều lắm. Thậm chí chúng ta đi làm, cái người sếp của chúng ta cũng có thể là người xấu nữa. Nhưng mà bây giờ tôi đang nói ở trong lời của Chúa đó là chúng ta cần phải có một cái mối quan hệ kết bạn chừng mực với người đó, chứ không phải là chúng ta cho phép mình sa đà vào trong những cái xấu của cái người kia. Chúng ta cần phải có những giới hạn cho mình. Trong công việc xã giao thì được, nhưng mà riêng về cái điều mà nhiều hơn nữa thì chúng ta nên có sự hạn chế với những người đó. Và điều cuối cùng để chúng ta yêu mến Chúa đó là chúng ta phải luôn làm theo sự ngay thẳng và tốt lành trước mặt Chúa. Phục truyền đoạn 6 câu số 18 cho đến 19, vậy ngươi phải làm điều ngay thẳng và tốt lành trước mặt Đức Giê-hô-va để ngươi được phước và vào nhận lấy sứ tốt đẹp mà Đức Giê-hô-va đã thề hứa cùng tổ phụ ngươi,
để ban cho ngươi, và Đức Giê-hô-va sẽ đuổi hết những kẻ thù nghịch ra khỏi trước mặt ngươi, y như Ngài đã phán vậy. Chúa Ngài dặn chúng ta rằng là chúng ta cần phải làm điều ngay thẳng và tốt lành trước mặt Đức Giê-hô-va để mình được phước và được nhận lấy sứ tốt đẹp. Quý mài cha ơi, hãy luôn luôn làm những điều tốt lành và ngay thẳng, đừng lướng lẹo. Ở trong đời này có cái câu đó là thẳng thắn thiệt thà thường thua thiệt, nhưng mà lương lẹo lại lên lương. Đời này có thể nó lương lẹo, nhưng mà con cái Chúa chúng ta không nên lương lẹo quý mà cha. Phải luôn luôn ngay thẳng và sống tốt lành ở trước mặt Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó là 6 điều mà chúng ta nên làm để đời sống của chúng ta luôn có sự yêu mến Chúa. Và khi chúng ta yêu mến Chúa đủ thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Cuộc sống của chúng ta sẽ đầy dẫy những cái điều tốt nhất ở trong ơn của Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tốt lành. Amen không ạ? Chúa luôn luôn tốt lành. Chúa không bao giờ đối xử bạc bẽo đối với bất cứ một con cái Chúa nào yêu mến Chúa và trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng đâu. Cho nên quý mài trẻ mời muốn được phước thì chúng ta hãy luôn yêu mến Chúa. Luôn yêu mến Chúa. Và người yêu mến Chúa cũng sẽ yêu những người xung quanh mình, sẽ luôn tìm cách để cứu vớt những người chưa biết Chúa xung quanh mình. Ở trong Giu-đê câu 23 nói rằng là hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa. Quý vị ơi, khi chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta cũng không thể nào có thể nhẫn tâm để mà nhìn thấy những người hư mất xung quanh mình, họ phải đi vào trong chốn hình khổ để đời. Chúng ta sẽ luôn luôn tìm cách để truyền giáo và làm chứng về Chúa Jesus Christ cho những người chưa biết Chúa xung quanh chúng ta. Hội thánh của Chúa, nếu có những người yêu mến Chúa thật sự và chịu bước ra để mà làm chứng về Chúa Jesus Christ cho những người xung quanh mình, tôi tin rằng hội thánh đó sẽ không bao giờ vắng người đâu quý mời cha, nhưng mà sẽ luôn luôn đầy những con người đến để thờ phượng Chúa với chúng ta. Quý mà cha em có mong muốn nhìn thấy bà con họ hàng dòng tộc của mình được cứu rỗi không? Quý vị có mong muốn nhìn thấy hàng xóm của mình được tin Chúa không ? Tôi còn mong ước lớn hơn nữa, đó là tôi muốn nhìn thấy cả đất nước này, cả dân tộc này sẽ đến để quỳ gối tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm của Chúa đời sống của mình. Amen. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho quý vị. Và nguyện xin đấng có thể gìn giữ anh em không có phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình một cách rất vui mừng không chịu chết được, là Đức Chúa Trời có một, là cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta, được vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời. Amen. Cảm ơn Chúa, xin mời chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Lạy Chúa Jesus, dâu chúng con, con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa buổi chiều nay nhắc nhở mọi người chúng con rằng chúng con phải luôn giữ lấy mình ở trong sự yêu mến Ngài. Như lời của Phaolô cũng đã từng nói với các thánh đồ và các mục sư ở tại thành Ê-phê-sô rằng là anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăm sóc cho hội thánh của Chúa, là hội mà Đức Chúa Trời đã Ngài đã đổ huyết của mình ra để mua về. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con là hội thánh của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa Ngài cho chúng con luôn sống ở trong tình yêu mến Chúa, sống ở trong sự yêu thương của Ngài, để chúng con có thể tha thứ, chúng con có thể bao dung lẫn nhau, và chúng con có thể đi ra và làm chứng về tình yêu của Chúa cho những người hư mất xung quanh chúng con. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con mỗi người luôn yêu mến Ngài, yêu mến lời của Chúa, yêu mến sự cầu nguyện mỗi ngày Chúa ơi, và chúng con yêu mến sự nhóm lại thờ phượng Ngài nữa, để đời sống của chúng con đây sẽ luôn tràn đầy tình yêu của Chúa. Xin Chúa Ngài tha thứ cho những yếu đuối, những bất phạm của chúng con. Có những khi chúng con đã mải mê trong đời này, chúng con đã quên mất đi Ngài, chúng con đã đi theo sự mời gọi của vật chất, tiền bạc ở trong thế gian này, rồi chúng con quên Chúa. Xin Chúa Ngài tha thứ cho những lúc mà chúng con yếu đuối như vậy, để chúng con được trở lại với Chúa, yêu mến Ngài và sống một đời sống tận hiến đầu phục Chúa. Chúa ơi, xin giúp đỡ cho mọi người chúng con, để chúng con luôn đặt để Ngài là ưu tiên số 1 trong đời sống của chúng con. Chúa ơi, không một điều gì hơn Chúa của chúng con cả. Tiền bạc vật chất trong đời này cũng không thể nào sánh bằng với Đức Chúa Trời chúng con. Những danh lợi quyền ở trong thế gian này cũng không thể nào có thể sánh bằng với sự kêu gọi của Chúa trên mỗi người chúng con. Chúa ơi, bởi vì một linh hồn thì quý hơn cả thế gian này, và nếu chúng con mất linh hồn của chúng con thì chúng con sẽ không thể nào lấy gì có thể đổi lại được nó. Này Chúa, sẽ giúp đỡ cho mọi người chúng con luôn yêu mến Chúa, luôn bền lòng kiên trì theo Ngài và trung tín thờ phượng Ngài cho đến cuối cùng, để mỗi người chúng con trong hội thánh này sẽ được gặp nhau ở trong thiên đàng vinh hiển cùng với Chúa Jesus Christ trong một ngày không xa. Con cảm ơn Chúa bởi vì chúng con được làm con của Ngài. Xin Chúa gìn giữ mọi người thánh đồ tại đây,
ở trong sự yêu mến Chúa, để chúng con luôn có thể bước đi theo Ngài trong mỗi ngày chúng con, cho đến ngày mà Chúa Jesus Christ Ngài trở lại. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con xin dâng hội thánh của Ngài, dân sự của Chúa trong đạo điện của Chúa. Nguyện Chúa Ngài gìn giữ chúng con, từ người lớn cho đến người nhỏ, từ người nam cho đến người nữ, từ người già cho đến người trẻ. Lạy Chúa, xin gìn giữ hết thảy chúng con ở trong bàn tay quyền năng của Ngài, để chúng con đi đâu, chúng con làm gì, chúng con cũng đều giữ mình trong sự yêu mến Chúa. Chúng con luôn là những người nóng cháy, sốt sắng, yêu mến Ngài. Và Chúa ơi, xin đừng để chúng con bị mất đi cái phần của chúng con ở trong thiên đàng của Chúa. Đừng để chúng con giống như hội thánh Ê-phê-sô bị trật mất cái phần ân điển của mình, bởi vì cớ họ bỏ mất đi lòng yêu mến Chúa lúc ban đầu. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn yêu mến Ngài như lúc ban đầu, để chúng con có thể nhận được phần thưởng của đời sống của chúng con, đó là sự cứu rỗi linh hồn của chúng con. Còn cảm ơn Ngài, nguyện Chúa Ngài được vinh hiển qua mỗi đời sống của chúng con, và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen, amen. Xin Ngài giơ tay lên và... Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.